vị. Vâng, xin được kính chào các anh chị em, các quý vị khán thính giả thân yêu đã quay trở lại với em Hoàn trên kênh ô tô Vlog. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu các anh chị em trên thị trường xe đã ô tô qua sử dụng chiếc xe gầm cao 7 chỗ anh chị em nhé. Vâng, chiếc xe này là chiếc Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia anh chị em nhé. Đấy. Xe thì mang khoác lên mình một màu xám ghi anh chị em ạ, màu xám ghi anh chị em nhé. Đấy. Và chiếc xe này đặc biệt hơn là ở chỗ là xe mang biển thành phố anh chị em ạ, và mới chỉ lăn bánh có hơn 1.800.000 thôi. Đấy, hơn 1.800.000 thôi. Đấy, tí nữa thì em sẽ lên vào trong buồng lái thì em sẽ chỉ cho anh chị em số ô đô của xe nhé. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng quanh thân xe đây. Đấy, xe thì mặt ca lăng mạ chrome này, đặc trưng của dòng xe xăng nhé. Đấy. Đây chúng ta còn có các đèn pha, đèn cốt, đèn sương mù. Đấy, mạ viền đèn được lắp thêm rất là đẹp. Đấy. Các phụ kiện, đây là phụ kiện, nếu mà hồi đấy mà anh chị em mà mua xe thì mấy cái phụ kiện này muốn lấy xe sớm thì phải tốn khoảng hơn chục triệu đấy ạ. Đấy. Đây, chống xước nha, chống xước vẫn còn tem anh chị em nhé. Đấy. Để chống luôn cái xước của cái chống xước này anh chị em ạ. Đấy. Đây là nút tay nắm cửa, có tích hợp nút mở khóa thông minh. Đấy. Đây là vẻ che mưa anh chị em nhé. Nóc thể thao đây. Đấy. Chưa có cái chân kính, chưa có, thêm cái ốp đây anh chị em ạ. Cánh lướt gió đây và bấm ten hình vây cá mập anh chị em nhé. Đấy. Rồi, xe này thì là form 27 anh chị em nhé. Đấy. Xe form 27 nên là cái chìa khóa nó sẽ như này anh chị em ạ, và gương sẽ là gương tự động. Đó. Rồi. Đây là bên trong xe anh chị em nhé. Đấy. Có đèn chào mừng luôn này. Đấy. Rất là đẹp. Đây là bên trong xe. Xe thì một nội thất chủ đạo là màu nâu cà phê. Đấy. Hẳn màn hình Pioneer cho xe luôn. Đây anh chị em nhé. Đấy, xe vừa vặn chín tí. Đấy. Lúc lấy xe về thì bọn em đã 1.899.000 rồi. Đây là cái điều khiển anh chị em nhé. Đấy, điều khiển của cái màn hình này. Đó, hộp số tự động đây, hai chế độ lái Eco và Power Mode nhé. Phanh tay cơ anh chị em ạ, phanh tay cơ. Đấy. Đây là hệ thống điều hòa điện tử hai vùng. Đó. Vô lăng, ba chấu và bọc da. Ở trên thì có được ốp gỗ nữa. Đấy, ốp gỗ đây. Đấy, anh chị em nhé. Tích hợp nút lẫy chuyển số thể thao này, hệ thống đèn pha đây, hệ thống đèn pha tự động, hệ thống gạt mưa bên này. Đấy. Mặc dù là option trên những chiếc xe Toyota thì khá là tiêu chuẩn thôi, phải gọi là tiêu chuẩn. Đấy, option vừa đủ, nhưng mà về sự bền bỉ và sự vận hành của xe thì không xe nào có thể địch lại nổi. Đấy, nếu mà địch lại được thì có thể chỉ có chiếc xe Santa Fe của hãng Hyundai thôi. Đấy, hãng Hyundai anh chị em nhé. Đấy, nhưng mà dòng Hyundai nó là cái dòng mà xe SUV mà cỡ vừa anh chị em ạ. Còn Toyota Fortuner nó là cỡ trung. Đấy, anh chị em nhé. Và gầm của Toyota Fortuner bao giờ cũng cao hơn. Đây là chúng ta có thêm một cái cổng sạc bé tí hi ở đây anh chị em nhé. Ở đây là khoang ngồi sau anh chị em ạ, khoang ngồi sau đây. Ở trên thì vẫn có các thiết kế của xe cầm cao 7 chỗ truyền thống của hãng Toyota. Đấy. cửa gió điều hòa ở trên và ở giữa là đèn và điều khiển lưu lượng gió. Ok, rất là đẹp. Xe mang biển thành phố anh chị em nhé. Mang biển thành phố có lợi thế đó là khi anh chị em đi bất cứ đâu mua xe thì chỉ mất có 2% thuế trước bạ thôi ạ. Không mất tiền biển. Đấy, lợi thế rất là lớn của những chiếc xe có hồ sơ gốc Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Chiếc xe này thì bên em đang mong muốn với mức giá là 868 triệu anh chị em nhé. 868 triệu. Đấy. Nếu có thay đổi gì về mức giá thì em sẽ để dưới phần mô tả. Còn tất nhiên thì giá trên hoàn toàn chưa phải là giá chốt cuối cùng. Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng được anh chị em ạ. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì cứ liên hệ qua em. Số điện thoại 0983322508 em sẽ để trên màn hình anh chị em nhé. Và đặc biệt là muốn trải nghiệm xe thực tế và muốn lái thử xe thì cứ đến showroom số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình anh chị em ạ. Đấy, tại thủ đô Hà Nội luôn anh chị em nhé. Hiện tại có đang rất là nhiều xe này anh chị em này. Đấy, đang chờ sẵn những chủ nhân mới. Đấy. Ok, cũng nhân dịp là năm mới Tết Xuân Nhâm Dần 2022, em Hoàng kênh ô tô Vlog cũng xin kính chúc anh chị em có một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và tràn ngập sức khỏe anh chị em nhé. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình tiếp theo.